Audio Jungle. Các bạn kia bán
Nhưng mà nếu như chúng ta ý thức hơn về kinh doanh gà những lục, chúng ta sẽ kinh doanh cái hệ thống gà những lục. Cái hệ thống nào đó có thể tạo ra hàng trăm hàng ngàn con gà những lục, và có thể đi đến hàng trăm hàng ngàn cái người dân mua gà những lục, thích ăn gà những lục mỗi ngày. Chúng ta không tập trung bán gà những lục, chúng ta tập trung xây dựng hệ thống bán gà những lục. Bánh đi ha, gà chắc bự quá nha, khó hình dung. Xuống cái bánh đi. Xuống cái bánh. Giờ chúng ta muốn bán cái bánh này thì chúng ta có bao nhiêu cách bán cái bánh này? Ba cách. Là những cái nào? Thứ nhất là bán lẻ. Thứ hai là bán cho đại lý. Thứ ba là bán cho cái người mà dùng cái bánh nó làm ra sản phẩm. Rồi, tóm tắt là kinh doanh ha. Thứ nhất là bán lẻ là bán một cái đúng không ạ? Bán một cái cho từng người tiêu dùng. Okay. Rồi bán cho đại lý là ok. Mở bánh cho mày, bán đây là cách ra bán. Rồi, cách ra bán. Đúng rồi. Bán nhiều hơn nhiều lớn các bạn. Ủa, chúng ta ví dụ mà đi vào Sinajua hay gì đó, người ta bán, cắt ra bán hả? Đúng không? Mà kêu miếng bánh gì đó, người ta vẫn cắt ra bán mà đúng không ạ? Ok. Thì đây, tạm xem như đây là ba cái cách mà chúng ta có thể bán cái bánh này đúng không ạ? Ok. Thế thì cứ thử hình dung. Đây nếu nó là cái bánh, đó là cái công ty, chính cái chuyện đó. Chúng ta cũng có ba cách bán công ty như này. Một là làm cái công ty bán nó, đúng không? Đó mà. Hai là chia nhỏ nó ra, cái giá trị của cái công ty đó ra bán nó. Cái này có phải là lên sàn không? Đúng không? Chia nhỏ ra khoảng tỷ phần gì đó cho nên này. Đây phải bán không? Còn bán cái kiểu này các bạn là nhân rộng nó ra thành nhiều chi nhánh, nhiều địa điểm bán không? Okay, ví dụ như McDonald's đó, ví dụ như KFC đó. Ok, ta có một cái hệ thống. Giờ tụi bay có triệu đô không? Đứa nào có triệu đô, ok, ta bán cái triệu đô hàng tháng trả tiền nhận quyền cho tao. Rồi mày kinh doanh cái mô hình này. Đang muốn luôn được chưa? McDonald's với KFC đó thì kè những lưu với KFC khác nhau gì đâu, không? KFC không có bán bánh gà, không. Bánh gà là cái gọi là cho dân chúng bình thường thôi. Còn mà bán cho những cái bán cho boss đó là bán nguyên cái hệ thống bán gà đó, không à? Thì giờ ví dụ như giờ bạn bán gà những lưu mà thời gian tốt rồi, giờ đi cho nên kêu lúc đấy thấy chục người mua rồi đúng không? Giờ bắt đầu là phải hình dung là đến lúc 1.000 người yêu cầu bạn là tôi cần ăn gà nướng lưu của anh vào trưa nay, giờ bạn bán kiểu gì? Nếu bạn không làm nó thành một cái hệ thống có thể tạo ra khoảng 10 cái chi nhánh, mỗi chi nhánh làm ra 100 con mỗi ngày thì mới bán được chứ đúng không? Chứ không một chi nhánh mà lấy đâu làm 1.000 con gà bán hết. Ví dụ vậy. Hình dung mà. Thì sẽ tới một lúc nào đó các anh chị và các bạn kinh doanh trong cái mô hình của mình, sẽ tới lúc đó chúng ta sẽ không thể thà làm không tốt đi, không tốt á thì nó lèo tèo nó phá sản đóng cửa thì chuyện bình thường rồi. Nhưng tới lúc nó tốt rồi á mà bắt đầu khách hàng ta kêu thêm mua thêm lấy gì bán, lấy đâu ra bán, đúng không ạ?
ví dụ cứ nghĩ lớn lại đi, giờ mình đang bán ngày 100 con nhưng mà nghĩ tới lúc ngày mình muốn bán 10.000 con thì bán được gì? Ok. Bắt đầu thích bán kiểu đại trà. Bắt đầu khoái để làm cái xây dựng hệ thống và bán cái gì. Thế chị có muốn biết người ta thường xây dựng hệ thống như nào không? Ta cần phải biết làm cái trò nào để có thể là cài đặt cái chữ gà đứng lu, hiểu gì? Có hiểu chưa? Bắt linh hồn. Bắt linh hồn. Bắt linh hồn. Gà đứng lu bắt linh hồn. Sao giống như bán nhà. Đúng rồi. Đúng nó bắt ngang. Đúng không? Tức là nếu mà ngay từ đầu chúng ta không có ý thức về nó thì chúng ta thường các chị các bạn sẽ gọi tên hay đặt tên nó theo dạng này. Đặt tên theo con. Tôi có đứa con nó tên tí tẹo gì đó, thương hiệu là tí. Ok. Rồi đặt cái hai chồng viết lại, hai vợ chồng lấy tên vợ chồng. À đúng rồi. Ok. Đúng không ạ? Bắt đầu suy nghĩ về cái việc đó. Bắt đầu thử tìm hiểu đi, tay cái thông tin đó chỉ có thể tìm hiểu đặt tên thương hiệu như nào giờ. Giờ bắt đầu về có thể Google được rồi, đúng rồi. Chào ông Trải, anh Trải tư vấn cho mình cách đặt tên thương hiệu cà phê. Anh muốn Trải tư vấn ngay bây giờ. Tại vì anh Trải tư vấn, tức là anh Trải đang tư vấn cái nhà bán hàng xưa. Quá trời. Cái vấn đề là khi mà tư vấn á, thì Trải phải biết cái mô hình của anh, mọi thứ liên quan đến cái cà phê của anh Trải mới tư vấn được, đúng không ạ? Chứ đâu có tự nhiên Trải ok giờ anh đặt cà phê 24 đi. Cà phê 24. Ok. Ok, thì thông thường cái tư vấn nó sẽ bao gồm những cái giai đoạn làm việc tìm hiểu về cái người kinh doanh cái mô hình đó, cái mô hình đó là như thế nào, vân vân, những yếu tố khác. Chứ nó không phải là bộc mặt ok tư vấn là việc tìm hiểu. Ok, thì những cái phần đó sẽ nói chi tiết sâu hơn.